Ok anh em, ở đầu clip nếu như mà anh em đang có nhu cầu cần mua vàng hay là mua ngọc hay là mua đích giá tốt thì anh em nhớ ghé vào shop 7 sao ủng hộ cho mình nha. Thì chị shop 7 sao đang có một cái danh mục đó chính là bán đồ tự động cho anh em. Thì ở đây đồ cũng rất là ok luôn. Và đặc biệt là shop đang có một cái sự kiện là đó chính là mỗi ngày thì shop sẽ tặng 2.000 ngọc miễn phí cho 100 bạn may mắn khi nạp tối thiểu 50k trở lên. Bây giờ thì mình sẽ test anh em nhé. Ok anh em, vừa xong thì mình mới nạp 50k thành công anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm phần rút ngọc xem là có ngọc không nha anh em. Ôi anh em ơi, như vậy là mình đã có hẳn 2.000 ngọc rồi anh em. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua vàng, mua ngọc hay là muốn làm thẻ nhận ngọc thì nhớ ghé vào shop 7 sao để ủng hộ cho mình nha. Ok, hello. Chào tất cả mọi người đến kênh của mình, Đầu Clip. Một chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha. Thì trước khi vào xem video của mình thì các bạn nhớ bỏ ra vài giây mới ấn like, đăng ký bấm chuông. Và nhớ nhé, mời để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận vàng ngọc xanh miễn phí từ mình nhé. Ok, mời thì bạn nào có nhu cầu bán đích nhá, thì bản đích ngọc sầm blue này hay ngọc sầm thường không? Các bạn có thể IB qua Zalo mình nha, Zalo mình là 0334001694 nha. Thì mình có nhu cầu thu mua đích, mời thu mua đích ngọc sầm blue được, ngọc sầm thường nhá. Đó, thanh toán qua thẻ thôi, có ATM hay là qua ví mua được có hết nha. Ok mời thì cứ rồi nhá. Thì mình chỉ cho anh em cách tải bản mod full tính năng cho ngọc sầm green nhé, mời bạn xem ngọc sầm green đi. Chưa biết tải mod thì xem clip nha. Mình chỉ cho anh em cách tải bản mod ra full tính năng của đập đồ hay đập đồ update hay là mở slot tạo được có hết nha. Đó, cho bạn trên con sông Green này. Đầu tiên các bạn lên Google, mời lên Google nhá, các bạn lên Google, mời lên Google này. Đó, các bạn gõ cho mình là ngọc sầm online chấm online này đấy, chấm huy mê chấm bộ đồ nhá. Bạn nào dùng PC tải trên PC, bạn nào dùng máy tính hay bạn nào dùng điện thoại đều tải nhá, điện thoại hay là máy tính đều tải em ơi. Điện thoại hay là dùng máy tính hay là laptop đều dùng nhá. Đó, ông nào dùng điện thoại iOS thì không xài iOS thì không có mà. Bạn dùng Android hay là máy tính đều có hết nha. Bạn dùng máy tính thì có thể tải phần mềm sản lập với phần mềm sản lập tên nam gọi là BlueStack với cả là LD Player cho mình hay dùng cái đấy mà sản lập Android để em tải về nhá. Đó. Đây, sau đó anh em kéo xuống mời, anh kéo xuống mời đó, anh em kéo cho mình cái bản mod này nhá. Đây, sau đó anh em đây mời đây này. Đây các bạn có kéo xuống mời đó. Đây bản mod đây, ngọc sầm Android mời anh vào cái xem qua nhá, ngọc sầm online. Ngọc sầm online mình ngọc sầm online.huyme.bộ nhá. Anh kéo xuống mình mời đó. Đây còn rất nhiều các bản mod cho anh em tải về nhá. Đó, rất nhiều bản mod cho anh em tải về luôn. Anh em tham khảo và tải về nhá. Thì bây giờ mình chỉ cho anh em tải bản mod trên Android chứ nhá. Bạn nào mà dùng Android thì tải về nhá em ơi. Đó, mình dùng giả lập Android bằng máy tính các bạn, mình dùng giả lập Android bằng phần mềm LD Player nhá, tải khá dễ em ơi, tải cực kỳ nhanh luôn. Tải tầm khoảng 2-3 phút thôi. Các bạn ạ. Bạn nào mới tải các bạn lên Google gõ mà, lên Google gõ em. Đây là YouTube search là cách tải giả lập mà Android LD Player về là được nhá. Đây là mình chỉ cách tải em, cách tải bản mod ra đây nhá. Để em kéo xuống mình. Anh kéo xuống này em mời tìm bản mod có tên là đây, cứ tìm bản mod cho anh em dùng luôn, tức là phiên bản cho anh em dùng. Để xem lộ ở Dream Team có này. Bảo tìm server nào có server blue ra em ơi. Đây. Đây là bản mod này, Pro đó mày, bản mod Pro trên Android HD ARC bộ lậu Super Printed Blue, ấn vô mày, đập vàng lấy đồ nhá, cộng phút tính năng mày, ấn vô mày, ấn vô này. Đó, ấn vô này, rồi anh em kéo xuống cho mình. Kéo xuống sâu một tí. Đấy, sao anh ấn quảng cáo mày, đây. Nhấn vào quảng cáo Intel và nó lại trang link tải, okay, ấn quảng cáo, ấn quảng cáo cho link ra link tải nhá. Đó, anh ấn quảng cáo cho mình, ấn vào đây mày. Đó, sao bạn lúc lại mà lúc lại nha, lúc lại trang ấy, còn lại trang mình đó, kéo xuống nếu không được em loại trang, ấn loại trang mình này đấy, dừng nó ra đây, ra mời ra các bạn ấn vô mệt, ấn vô mệt, ấn vô chữ là mod auto đập đồ ARC vừa, ấn vô mệt, ấn vô cho mình đó, vô đây kéo xuống mình, kéo xuống đợi tí nhá, kéo xuống mình tí ấy. Đó, sau đó các bạn ấn vào trước mình là click here continue nhá. À continue hay continue lủng gì đấy mà mình không biết tiếng Anh, mình đọc bừa nhá. Anh em thông cảm. Ấn vô mình chứ click here continue hay continue lần gì đấy. Đó, ấn vô xem đây cho mình. Mình tí đợi thì loát cái mặt nó là này. 3 giây thì mới. Đợi tí nhá. Hơi lâu không dây đó. Ok, sau đó anh kéo xuống, mình kéo xuống ấn vào chữ cho mình là cái chữ continue mới, continue nhá. Đây chữ là đây này, continue mà anh kéo xuống, mình kéo xuống mình ấn vô chữ là continue mới, ấn vô cho mình đó. Sau đó anh em kéo xuống, mình kéo xuống sâu nữa, các bạn ấn vô chữ mình get link, mình get link nhá, kéo sâu xuống mình ấn dưới get link này
kéo kéo xuống phần cuối nhá, thử kết link, mình kết link nhá. Đó. Đấy, sau đó các bạn ấn vô kết link tiếp nhá. Từ từ lót xong nó mình ấn cái link tiếp sau. Đây. Sau đó các bạn ấn giữ kết link nhá, kết link tiếp em ơi. Đó. Đây, sau đó em tải xuống, mình ấn tải xuống cho mình nhá. Và ấn vô phần này mới tải xuống. Đây là đang tải xuống, thế là tải thành công em ơi, thành công nhá. Hai này ấn vô em ơi, ấn mình cả tay em ơi, giải đèn ra mở cho mình là xong. Đây. Sau đó em chọn mình server đấy, con server green đấy. Server green đấy mới đó. Sau đó mình em điền nick vô là chơi được nhá, điền nick vô chẳng hạn này em chơi được rồi. Giờ mình điền nick vô nhá, điền nick vô em xem này. Cái okay, sau khi em tải xong các bạn mở ra mình mở ra nhá. Và anh em điền thoại mật khẩu vô chơi đấy mà. Đó, chúng em điền thoại mật khẩu vô rồi vô đó chơi thôi. Bây giờ mình sẽ điền mật khẩu nick vô. Đó, cho xem vào green để chơi đấy mà. Và test anh em xem luôn, anh ở mình móm chết. Tải là dễ như này, em tải được chịu. Đó, cho xem vào green, mình green 1 nhá. Tải và vô. Ô, sao đi mình muốn sai nhỉ? À, nó bị loát ra server khác, anh đã ấn to vô lại em ơi. Đây, cho xem vào green cho mình. Ơ, thế mình muốn sai mình điền đúng mà. À, ok, được đấy bạn, cho server đi được đấy mà nó lag. Đấy, đợi tí mời, vô rồi mình thôi mình điền khẩu sai chứ phải do game đơ. Đó, điền tí là vô được thôi. Chứ là anh em xem kỹ, như tải nhá, xem kỹ đừng tôi mời tôi không tải, anh cứ hỏi mình mệt lắm, có mình hỏi là sao mà không tải được thì anh em không xem clip cứ tôi có đoạn có đạn quan trọng ấy đó. Rồi mình điền tên vật vô em ơi, tên vật vô chơi được thôi. Anh có điền tên vật vô, tạo mới và điền chơi thôi. Rồi anh em điền là bừa em ạ. Đây, mình sẽ tạo tên vật là C3 đẹp trai. Hay là C3 xỉn đi 3 đi, đấy 22 tạo mới, thế vô được mới đó. Và game nhận 10 thỏi vàng này với cả 2 tỷ vàng, tổng cộng là 7 tỷ vàng miễn phí thôi. Em có lệnh các lệnh nhá, các ấn mua em chức năng này em ơi. Đập đồ đều có autology này, thứ đều có hết em ơi. Đó, chức năng này, đập đồ kiểu thì đều có hết nhá. Các bạn xem là tải rồi. Đây mình test cho tính năng đập đồ không nào. Đây, đấy. Chức năng này. Auto đệ em ơi, auto đệ đều có nhá, auto đệ này em ơi. Auto đệ bật tài, update khá dễ khi để em được kêu để em được kêu rồi. Đói cần ăn đậu thì tự ăn nhá. Đấy, khá nhiều ông chơi xe này mà xe này là rất nhiều anh em chơi vì anh em còn đang gọi là loot top. Đấy, rất nhiều anh em ở đứng ở làng này chơi nhá. Ô, ông mày khủng cơ, hào quang rồi này, kể một ngày mày khủng đấy, rất nhiều anh em gọi là chiến đấy. Nhận điện tử này, đấy rất là nhiều tính năng hay cho anh em dùng và chức năng các kiểu đều có hết, anh cần xem kỹ tải rồi mà. Đấy, chức năng thứ đều có hết mà, đập đồ này, cúp đệ này, tàn sắt đệ thứ đều có hết nhá, di chuyển nhanh này mơi, đấy alutin alutin các thứ đều có này, auto đệ này mơi, nhưng mà món này là hoàn hảo lắm ạ, nhưng mà đệ hay úp đồ bên cua hay là đập đồ săn bắt các thứ đều có, chắc là sp đây, chắc là cd này vừa thông báo lắm ơi, để xong lại bật lên nhá, đó là ra luôn, đẩy boss mà super đều thứ đều có này mơi, mắc nào thì có đấy, nâng cấp thứ đều có hết, anh có xem clip mình đã tải được rồi, đơn giản thôi. Xem là các kiểu mở tại thì sức mình sẽ đủ mới không ạ, nên mình chưa thể gọi là mở được. Sức này mình có là 1.200 không tải em ơi, nó mình chỉ cho em tải cách tải mình test vào game cho em xem nhé, mà mình không bao giờ mất công. Ok em ơi, thì clip đấy nhá, em thấy hay cái okay, mình nhá, một like và kiếm trường và nhớ em để lại một comment ở phía clip để tham gia mini game vào xem miễn phí từ mình nhé. Ok em ơi, ở cuối video chúng mình đi game nhé, để xem bạn nào là người may mắn chúng qua thì mình thôi, mình tìm Gen TV này. Đấy, cửa trước mình đem có tổng cộng là 1.1 view và có 34 like, em ta xem chùa không like comment thì buồn quá. Có 34 like mà 34 like và cả 27 comment thì mình sẽ bị ag winner nhá, để xem bạn nào là người may mắn chúng qua thì mình. Bụp. Ok. Mới nhận thêm vật là Huy Lê, thêm vật là Mrami Silver 2, ông chủ nữa. Ok, bạn vui lòng IB qua solo mình nhá, để nhận phần quà free nhé.